cơm nếp và cơm tẻ, thứ nào bổ dưỡng hơn? Nhiều người cho rằng ăn gạo nếp gây béo hơn ăn gạo tẻ, ăn đồ nếp nóng dễ mọc mụn, cơm nếp no lâu hơn cơm tẻ do nhiều dinh dưỡng. Phó giáo sư theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sự khác biệt duy nhất giữa gạo nếp và gạo tẻ là do cảm quan của chúng ta về độ dính và độ dẻo của chúng. Trong thực tế, hai loại gạo này gần như tương đồng về mặt giá trị dinh dưỡng. Trong 100 g gạo nếp có 344 kcal, trong khi dùng 100 g gạo tẻ có 350 kcal. Nhưng khi ăn cùng một bát với cơm nếp sẽ có lượng nhiều hơn do bản chất hạt dẻo dính nên vô tình bị nén xuống, còn bát cơm tẻ lại có độ rời rạc. Đó chính là lý do người ta ăn cơm nếp có cảm giác no hơn và béo hơn khi ăn cơm tẻ. Sau nếu hiểu bản chất và ý thức được lượng cơm nạp vào, chúng ta sẽ không thấy sự khác nhau này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm cũng cho biết, việc ăn nhiều hay ăn ít cơm nếp phụ thuộc vào thói quen, sở thích, chứ ăn kem nếp nhiều không ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí ngược lại cơm nếp có lợi cho sức khỏe. Nhiều người thậm chí ăn cơm nếp thay cơm. Sở dĩ có sự khác nhau về độ dẻo của hai loại gạo này là bởi hai thành phần amylose và amylopectin trong mỗi hạt tinh bột. Trong đó, amylopectin có vai trò quyết định đến tính dẻo của hạt trong gạo ngô tẻ, lượng amylopectin chiếm 80%, còn trong gạo ngô nếp, lượng amylopectin có tới 90% nên sôi thường rất dẻo dính vào nhau. Cơm nếp bị nóng. Về điều này, bác sĩ chuyên khoa 1 Đông y Bùi Văn Phao cho hay, gạo nếp còn tính ôn ấm nên khi ăn nhiều có thể bị nóng. Trong Đông y khuyến cáo những người có thể trong đông y khuyến cáo những người có thể chất thiên nhiệt hoặc đàm nhiệt, những người đang có những người đang bị bệnh có sốt, ho khạc đờm vàng, vàng da, trứng bụng nên tránh dùng đồ nếp. Còn về việc nhiều người quan niệm ăn đồ nếp sẽ khiến chỗ bị sưng viêm, vết thương mưng mủ, Lương Y Hồng Minh giải thích, người bệnh bị mưng mủ thường là người thể hàn, tích độc nhiều, béo, đờm dãi nhiều, Do vậy, thức ăn chứa nhiều đạm, có chất xẻo nhiều, khó tiêu như thịt trâu, gạo nếp, thịt chó càng làm tình trạng nặng thêm. Bài thuốc chữa bệnh từ gạo nếp, theo lương y Bùi Hồng Minh, gạo nếp vị ngọt tính ấm, vào được ba đường kinh tỳ, vị và phế, có công dụng bổ trung ích khí, kiện tỳ dưỡng vị, ích phế chỉ hãn, có thể dùng gạo nếp chữa bệnh theo các bài thuốc bồi bổ, bổ cho người suy nhược, gạo nếp 250g, rượu vang 500ml, trứng gà 2 quả, tất cả cho vào bát to, đem hấp cách thủy cho chín, chia ăn vài lần. Người ăn kém hay buồn nôn, gạo nếp 30g tán bột, gian mịn. Người ăn kém hay buồn nôn, gạo nếp 30g tán ra bột mịn, nấu thành dạng hồ loãng, cho thêm 30g mật ong, chia ăn vài lần trong ngày. Người bị bệnh đường ruột, đại tiện lỏng, nát kéo dài cạo nếp 500g ngâm nước một đêm để ráo rồi sao thơm hoài sơn 50g xào vàng hai thứ tán thành bột mịn mỗi sáng dùng 20 đến 30g khuấy đều với nước sôi thêm chút đường đỏ và hạt tiêu để làm món điểm tâm người viêm dạ dày mãn tính và lét dạ dày cạo nếp lượng vừa đủ cho thêm táo tàu đun thành cháo loãng để ăn ngày ăn từ 1 đến 2 lần người nôn mửa không dứt, gạo nếp sóc với gừng, gạo nếp 20 g xào vàng, gừng tươi 3 lát, giã nhỏ, đem hai thứ sắc với 200 ml nước còn 50 ml uống trong ngày. Trị thiếu máu, gạo nếp 100 g, đậu đen 30 g, hồng táo 30 g đun thành cháo mỗi ngày ăn thử 1 đến 2 lần. Tăng tiết sữa, gạo nếp cho thêm nước, và nấu như với chân giò hoặc móng giò heo, lõi thông thảo, đu đủ non và lá sung sẽ giúp làm tăng tiết sữa.